Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam. Theo báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới WB, GDP Việt Nam dự kiến tăng trưởng khoảng 4,8% cho cả năm 2021. Con số này thấp hơn 2 điểm phần trăm so với dự báo được đưa ra vào tháng 12 trên 2020, sau khi xét đến tác động tiêu cực của đợt bùng phát dịch COVID-19 hiện tại đến các hoạt động kinh tế. Các biện pháp hạn chế đi lại của chính phủ nhằm kiềm chế đại dịch đã có ảnh hưởng đến nền kinh tế trong nước. Doanh số bán lẻ tháng 7 giảm 19,8% so cùng kỳ năm 2020, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 4 trên 2020. Chỉ số sức mua hàng cũng lao dốc. Về kinh tế đối ngoại, cán cân thương mại hàng hóa chuyển sang thâm hụt trong vài tháng qua, trong khi các nhà đầu tư nước ngoài phần nào thể hiện sự thận trọng. Những chuỗi cung ứng và khu công nghiệp bị gián đoạn, do dịch COVID-19 tái bùng phát diện rộng buộc các đơn vị xuất khẩu phải tạm thời đóng cửa nhà máy, hoặc đình hoãn sản xuất. Đại diện WB nhận định nền kinh tế Việt Nam có phục hồi vào nửa sau năm 2021 hay không tùy thuộc vào kết quả kiểm soát đợt bùng phát dịch COVID-19, hiệu quả triển khai vaccine, hiệu suất của những biện pháp tài khoá nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ gia đình bị ảnh hưởng và để kích thích phục hồi.